Chào tất cả anh em, chào mừng các thường mình. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là đến một ngày rất đặc biệt đối với các chị em phụ nữ Việt Nam, đó là ngày 20 tháng 10. Đó là dịp mà cánh đàn ông chúng ta sẽ thể hiện những cái sự quan tâm, những cái tình cảm, những cái sự quý mến đối với chị gái, đối với đến vợ, đến với bạn gái hoặc là một nửa kia đang tìm hiểu đó rất rất nhiều. Do vậy, cái video của mình ngày hôm nay mình sẽ gợi ý cho anh em một vài chai nước hoa phù hợp với một vài phong cách, tính cách để làm sao mà các anh em sẽ có thêm một nguồn thông tin để mà tham khảo trước khi quyết định mua bất kỳ một sản phẩm nào. Và nếu như anh em đang tìm hiểu full hoặc chết, mình rất hy vọng các anh em sẽ click vào đường link bên dưới để ủng hộ mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung video ngày hôm nay. Ok, let's go. Trước khi nói chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép sẽ không list ra những dòng sản phẩm của nhà Chanel, bởi vì đối với mình những cái mùi hương của nhà Chanel nó là mang biểu tượng của nước hoa nữ. Mà nhắc đến cái khái niệm biểu tượng thì có nghĩa là ai cũng biết, ví dụ như là Chanel No. 5, Chanel Memoise, đấy là những cái mùi hương phải gọi là quá là tuyệt vời, quá là xuất sắc và nó là biểu tượng rồi. Thì mình nghĩ rằng chúng ta không cần phải nhắc đến bởi vì ai cũng biết đó. Thì quay lại chủ đề chính video ngày hôm nay, trước tiên nếu như các anh em đang cần tìm một cái mùi hương mà nói nôm na đó là các chị em con gái nhà lành, có lẽ mùi hương không quá là dữ dội, không quá là sexy một cách mạnh bạo. Tất nhiên, nó vẫn có cái sự quyến rũ, nó vẫn có cái sự sexy, thế nhưng ở trong cái mức độ kiểm soát vừa đủ. Và mùi hương nó gợi lên một hình ảnh cô gái thanh lịch, nhẹ nhàng và cũng có cái sự quyến rũ. Thì ở đây một vài chai hoa mình muốn gợi ý cho các anh em. Chai hoa đầu tiên đó là C của nhà Giorgio Armani. À đây, giới thiệu qua tay nha. Đó, đây là ngoại hình của em nó. Đây là cái mùi hương có thể gọi là ngọt ngào và quyến rũ. Thế nhưng nó khác với các mùi hương một vài chai hoa của nhà, ví dụ như ở đây là Jean Paul Gaultier, luôn luôn rất là bùng nổ, luôn luôn rất là mạnh bạo. Thì ở chai nước hoa này nó vừa đủ quyến rũ, vừa đủ thu hút, vừa đủ và rất là khá là ngọt ngào. Do đó nếu như các anh em đang cần tìm một cái mùi hương mà nó hợp với phong cách, các chị em nào hợp với phong cách mùi hương chai nước hoa này thì đấy cũng là một gợi ý mà mọi người có thể tham khảo. Chai nước hoa thứ hai đó là của nhà Lancôme, có tên là La Vie Belle, cuộc sống tươi đẹp. Đối với mình cùng với Chanel No. 5 thì Lancôme La Vie Belle có thể là gọi là mang một vài những cái đặc điểm nổi bật của các cô gái Pháp, rất là nhẹ nhàng, rất là quyến rũ, rất là thanh lịch. Có một số ý kiến cho rằng chai nước hoa này là khá ngọt, thế nhưng mình thì lại cho rằng nếu như sử dụng vào trời mùa đông với cái vị ngọt và hơi dính dính một dạng sticky, mình cảm giác nó giống như một viên kẹo hơi hơi ngọt, đúng. Đối với mình cảm nhận là như thế. Thì đây là một chai nước hoa khá là thú vị khi dùng vào mùa đông. Do đó Lancôme La Vie Belle là một sản phẩm mình muốn gợi ý cho anh em. Tiếp theo nữa đó là dòng sản phẩm của nhà Narciso Rodriguez. Ở đây mình muốn giới thiệu anh em Narciso Rodriguez For Her phiên bản EDT. Loại nước hoa của nhà Narciso luôn rất mạnh với mùi hương của xạ và kết hợp cùng với hồng. Với mùi hương của xạ thì nhất là các chị em xịt ấy, thì nó luôn luôn gây cho mình một cái cảm giác gì đó. Cái thứ nhất là nó hơi sexy, nó hơi thu hút và hơi hơi bí ẩn một chút. Đấy là cái cảm giác của mình khi bất kỳ khi nào mình ngửi mùi xạ trên các chị em khi mà xịt. Do đó nếu như các anh em nào mà muốn tặng một cái mùi hương hơi bí ẩn một chút, hơi sexy một chút và có một cái thu hút ngầm thì Narciso Rodriguez For Her là cái mùi hương chúng ta có thể tham khảo. Và tiếp theo nữa là một sản phẩm của nhà Hermès, nó có tên là L'Ambre de Marbly. Đây là ngoại hình của em nó. Đây là cái mùi hương kết hợp của vani và hổ phách, tạo nên cái mùi hương nói thế nào nhỉ, rất là thanh tao nhã, sexy và tao nhã. Sexy ở đây thì không phải là quá là dữ dội mà là nó hơi hơi ngửi nó rất là sang trọng và thu hút. Cảm giác giống như kiểu một tiểu thư ấy, kiểu như thế. Do đó đầu tiên nếu như kênh em nào đang cần tìm một cái mùi hương cho các chị em con gái nhà lành thì ở đây mình sẽ tổng kết lại, đó là
C của nhà Giorgio Armani, Lancôme, La Vie Belle, Lambre de Mably và Narciso Rodriguez for Her, phiên bản EDT và EDP đều rất là ok đó. Nếu như bạn gái hoặc là đối phương của các anh em là nói thế nào nhỉ, chuộng một cái mùi ngọt đó, các chị em thích một cái mùi ngọt để mà làm sao nó cảm thấy là nó nồng nàn, nó có thể nó thu hút, dễ thu hút đối với mọi người, thì ở đây hai chai nước hoa mình muốn gợi ý đầu tiên đó là Japon Gontier Scandal. Có người thích, có người không thích mùi hương chai nước hoa này. Cá nhân mình thì mình không quá thích mùi hương mật ong của chai nước hoa này, thế nhưng mà mình lại thấy là rất rất nhiều các chị em lại thích cái mùi hương này. Một cái mùi hương ngọt ngào rất rất là mạnh, rất là nồng nàn. Do đó nếu như tip bạn gái của các anh em yêu thích cái mùi hương nó ngọt ngào, nó nồng nàn, sexy thì Scandal để giới thiệu lên cho các, để gần đây để cho các anh em nhìn. Đó, Scandal cũng là một cái gợi ý mình muốn giới thiệu lên cho các anh em. Và chai nước hoa thứ hai đó là Baccarat Rouge 540. Mình mặc dù là một fan của Baccarat, thế nhưng mà nói thật là mình thích người các chị em xịt mùi hương này hơn là các anh em. Với cá nhân của mình, bởi vì đây là cái mùi hương ngọt, nó giống như kiểu mùi kẹo ngọt. Đối với mình thì mình đôi khi mình cảm thấy nó giống như mùi đường thì đúng hơn, nhưng mà điều đấy không quan trọng. Quan trọng đây là cái mùi hương cực kỳ nồng nàn, cực kỳ ngọt ngào, bám tỏa Megamax. Do đó nếu như bạn gái của anh em yêu thích cái mùi hương nồng nàn, ngọt ngào và sexy, tất nhiên ngọt là phải có sexy, thì Scandal và Baccarat Rouge là hai sản phẩm mình muốn gợi ý đến cho mọi người. Đối với tip các bạn gái nổi loạn cá tính, không nổi loạn đây không phải là bất cần mọi thứ, mà đây là có một cái sự thể hiện cá tính khá là mạnh mẽ, thì mùi hương nào hợp với cái phong cách này? Yves Saint Laurent Black Option, mùi cà phê. Mình thấy mùi hương này cực kỳ thích hợp với cái phong cách này. Chúng ta hãy thử xem cái poster quảng cáo chai nước hoa này thì mọi người cũng hiểu. Hình ảnh một, nếu mình nhớ không nhầm, là một nữ diễn viên của Hollywood, cái kiểu phong cách trang điểm là rất rất là thể hiện cái cá tính rồi, thì mùi hương chai nước hoa này cũng là như thế. Do đó nếu như bạn gái của anh em có phong cách mạnh mẽ cá tính, có hơi hướng kiểu sống như kiểu rock and roll đó, như kiểu hate myself for loving you, thì Black Option là cái mùi hương như thế. Và cuối cùng nếu như bạn gái của các anh em là chuộng một phong cách có gì đó nó hơi, nói thế nào nhỉ, nó không hẳn là già, thế nhưng mà nó có một cái phong cách khá là Black Magic Woman. Hỡi em gái mang linh hồn ma quái, lúc đêm xuống em đang đi tìm ai, có nghĩa là thích cái kiểu hơi bí ẩn nhưng vẫn rất là lôi cuốn, vẫn rất là thu hút, một cái dạng như kiểu ma lực mãnh liệt, thì chai nước hoa nào mình cảm thấy hợp với phong cách này? Garland Santa Rosa, một combo mùi trầm và hồng rất rất là ok. Bản thân mình cũng rất là thích mùi hương chai nước hoa này. Với cái khả năng bám tỏa mùi thì gọi là dữ dội. Mùi hương thì mình thấy là nam cũng thích, các anh em rất là thích ngửi mùi hương chai nước hoa này. Với những cái mọi người mà mình đã đưa ngửi mùi hương chai nước hoa này thì mình cũng chưa thấy ai chê bai mùi hương chai nước hoa này cả. Mà mình, như mình đã nói là mình cảm thấy nó rất là thích hợp với các chị em nào mà như mình tạm gọi đó là Black Magic Woman, thì Garland Santa Rosa này rất rất thích hợp với phong cách đó. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ với anh em, gợi ý cho anh em một vài chai nước hoa mà theo từng phong cách, theo một vài tính cách, một vài phong cách. Mình rất hy vọng là video này có thể giúp cho anh em có thêm một nguồn thông tin để tham khảo. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.